Rồi, Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó là sau khi Lisa thông báo cho mọi người ở bên Pháp bí mật biết được là thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Pháp vào ngày 25 tây tháng 3, thì kể như là ở bên Pháp mọi người tình báo Pháp đã biết được chuyện này. Và như các bạn đã biết là chuyến đi Pháp của một thằng chó đẻ bán nước cho Tàu Trọng Lú đã thất bại vô cùng thảm hại và nhục nhã vô cùng. Phái đoàn của Trọng Lú có con Tòng Thị Phóng, có thằng Phạm Bình Minh và nhiều quan chức mà bưng bô cho Tàu khốn nạn mất dạy cao cấp trong đảng đi cùng. Nhưng Tổng thống Pháp đã chơi cái màn là giả bộ nói bẩn, không thèm ra để mà đón tiếp Trọng Lú. Cũng không cho bất cứ một hội đàm cấp cao nào, mà Pháp còn cố tình sỉ nhục một thằng đảng trưởng bán nước Việt Nam cho Tàu là thằng Trọng Lú, tức là coi thằng Trọng Lú không ra gì cả. Để sỉ nhục Trọng Lú thì Pháp đã đưa bà bộ trưởng phụ sản, tức là chuyên lo để mà đỡ đẻ cho những người đàn bà nào mà bắt đầu tới lúc lâm bồn, bắt đầu lại canh lờ để mà móc đứa con ra, thì đưa bà này để mà đi đón tiếp thằng Trọng Lú. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Chứ ngoài ra không có quan chức cao cấp nào để mà đi ra đón tiếp. Đây là một đòn sỉ nhục rất thâm sâu của thằng Pháp, coi thằng Trọng Lú chỉ ngang hàng bằng bà bộ trưởng, bà mụ mà rước đỡ đẻ mà thôi, chứ không thèm cho gặp mặt Tổng thống Pháp. Nghĩa là Pháp coi đảng trưởng của một đảng đĩ cộng sản chỉ ngang bằng với bà bộ trưởng lo về kế hoạch sanh đẻ, mà ở Việt Nam người ta gọi là bà mụ vườn. Trời đất quỷ thần ơi, không đáng cho Tổng thống Pháp phải tiếp nhận và tiếp đón khi một thằng mà đã âm mưu để bán nước Việt Nam cho Tàu. Pháp nó đã qua Việt Nam và nó biết được văn hóa Việt Nam 100 năm lận. Cho nên Pháp nó biết rõ như vậy. Ngày xưa Tàu của Pháp những bà mụ ở vườn đó là người ta, vấn đề là kêu bằng đó là người ta coi như thế nào. Thì bây giờ Pháp nó đưa một cái bà mụ này để mà đi ra đón tiếp thằng Trọng Lú. Điều đáng nói là khi bà mụ này mà đi ra gặp thằng Trọng Lú rồi thì lại đeo cái găng tay giống như là ở trong, mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra nhà thương, giống như là mới đỡ đẻ cho người ta ra vậy đó. Ngoài ra khi phe Trọng Lú xuống phi trường thì chỉ có vài đứa Việt Cộng ở trong đại sứ quán của đảng đĩ cộng sản bên Pháp ra tiếp đón, chứ không hề có Tổng thống Pháp để mà ra tiếp đón. Đổi lại là một rừng cờ vàng đã chửi và biểu tình phản đối thằng bán nước tội đồ. Ngoài ra phe Việt Cộng, phe của thằng Trọng Lú đã nhục nhã ê chề và ê chề. Cho nên các bạn thấy đó, ở trong nước mà khi mà mất dạy rồi thì đi ra tới bên ngoài như vậy đó. Sau đó thì buổi đón tiếp chỉ diễn ra ở điện Avarinen, là nơi dành cho khách du lịch vô để chụp hình, chứ không phải là điện Elysee của Tổng thống Pháp, nơi chuyên đón tiếp những nguyên thủ quốc gia và thượng khách. Vì quá quê độ và nhục nhã nên Trọng Lú bày ra trò đi thăm trụ sở đảng Cộng sản Pháp ở tại Paris. Nhưng ai ngờ là tới đảng Cộng sản Pháp cũng sỉ nhục Trọng Lú, chứ không hề coi đảng đĩ Cộng sản ra gì. Đảng Cộng sản Pháp đã dẫn Trọng Lú ra sau vườn để mà làm lễ, và tới tham dự chỉ có mấy người đại diện trong không khí buổi lễ vô cùng hẩm hiu, y như là đi ăn đám ma của đảng Cộng sản. Thay vì đảng Cộng sản Pháp đón chào tưng bừng thì đảng Cộng sản Pháp chơi nhục là dẫn ra ngoài sau cái bãi rác để mà làm lễ tưởng niệm, và giống như là đi thăm đám ma. Cả chủ và khách đều không hề vui vẻ. Nguyên nhân là do Pháp vô cùng ghét thằng chó đẻ Trọng Lú, vì biết nó bán nước cho Tàu nên Pháp không hề mời. Mà cố vấn
vẫn cố qua cho bằng được để mà ăn mày. Nên Pháp sỉ nhục luôn, không thèm đón tiếp. Ngoài ra Pháp cũng đã không muốn làm mất lòng Đức, cho nên không thèm đón tiếp thằng Trọng Lưu, cũng không cho ký kết hiệp định gì cả. Quan trọng nhất là Pháp không cho một đồng bạc Pháp nào và cũng không bao giờ chi phí chuyến đi. Nghĩa là tiền máy bay, đi lại, ăn ở đều do phe của thằng Trọng Lú nó chi ra hết, bởi vì vừa mới cướp tiền của ngân hàng cũng như là phe phái của Ba Dũng. Cho nên những ăn ở đều do phe của Trọng Lú chịu hết, chứ Pháp không trả một đồng. Lần này phe Trọng Lưu lỗ nặng vì chẳng xin được một đồng nào, lại phải tốn mấy triệu đô la tiền máy bay, tiền ăn ở, tiền đi lại và mang cái nhục về nước. Như vậy thì chuyến đi Pháp của Trọng Lưu thất bại thảm hại từ ngày đầu tiên qua Pháp. Cuối cùng thì Trọng Lưu sẽ phải âm thầm muối mặt để về Việt Nam, không kèn, không tống, không ai đưa tiễn. Trời đất ơi là trời! Một cái hình ảnh mà Pháp chơi mà kêu bằng vô cùng nhục nhã, đó là bà bộ trưởng mà vấn đề là cô ấy về, vấn đề là phụ sản, đã đeo một cái găng tay giống như là vừa đỡ đẻ ở trong nhà thương. Các bạn coi khốn nạn vô cùng. Pháp chơi khăm, cố tình muốn chụp tấm hình của bà bộ trưởng này bằng cách là đeo một cái găng tay từ ở trong phòng đỡ đẻ để mà chạy ra. Thế là Trọng Lưu đã bắt tay của bà bộ trưởng mà coi về sinh sản như thế này, tức là Trọng Lưu đang bắt vào cái tay mà bà ta vừa đỡ đẻ trong lờ của chị em của Pháp ra. Trời ơi, nó nhục nhã vô cùng. Chửi thằng Phát Niệm, mẹ thằng Phát Niệm nó đi qua Úc với Lisa đưa hình ảnh nó ngủ gục ở bên bển về, bắt đầu là thằng này nó chửi người ta. Nói mẹ mày, tao đưa mày qua bển, mày là một cái thằng ăn mặn đái khai. Mẹ mày ra mày đi qua bên bển mày nằm mày ngủ không, mày để cho thế lực thù địch, mày để cho con ly xà nó lên nó chửi tao, nó nhục nhã không thể tưởng tượng được. Mày qua bển bộ mày mắc ông mắc cha gì, mày ở nhà mày không ngủ, mày qua bên Úc rồi mày ngồi mày ngủ, rồi mày không xin được đồng bạc nào hết, rồi bao nhiêu người cười giòn giả thì mày ngồi đó mày ngủ, người ta cười sặc sụa cho những thằng chó đẻ cộng sản. Bây giờ mày coi anh của mày nè, mày coi đảng trưởng chính trị của mày nè, đi qua bên Pháp đây nè, tưởng sao bài binh bố trận cho ở trong lãnh sự của đảng Đĩ Việt Cộng đón tiếp, ai ngờ qua bển tưởng gặp đảng Cộng sản Pháp nó đón chào niềm nở, nó đem ra ngoài cái bãi rác ở ngoài sao giống như cái bãi tha ma vậy đó, để mà nó làm lễ, để mà thăm viếng ở ngoài. Mà cái điều đáng sỉ nhục nữa là nó đề một cái chữ ở trên là vấn đề là kêu bằng là thăm viếng, vấn đề là kêu bằng là những này là đảng Cộng sản Pháp, giống như là viếng đám ma cho nó, đề là lễ thăm viếng. Trời ơi, giống như là lễ ở Việt Nam mà khi mà làm lễ tang hay gì đó là người ta là lễ tri điệu. Trời ơi, đó các bạn ở trong nước Việt Nam, các bạn còn nghe lời những cái luận điệu của đảng Đĩ mà bắt đầu là coi là đảng mình danh dự lắm, ra nước ngoài được mọi người thiết đáng lắm, còn trong khi ở ngoài một rừng cờ vàng chửi đít mẹ mày Hồ Chí Minh uống máu kinh, đít mẹ mày cờ máu lồ máu thác, không có con chó cộng sản nào bên Pháp dám lú đầu ra. Thằng Lôi Minh rồi những thằng Kenny được kia ở bên Mỹ sao không mua vé máy bay bay qua bên Pháp để mà cứu đồng đội đi. Trời ơi, thằng Trọng Lưu qua bển mà nó đem một rừng cờ vàng, không có một cái cờ máu thác, không có một cái hình của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Tao nói mà bây giờ tự nhiên bây giờ nằm dùng ở bên đây sao thục mẹ cho ông lợ hết rồi. Thì sao không đi qua bên Pháp anh hùng để mà vấn đề là dương cờ đỏ lên để mà ép cờ vàng đi. Trời đất quỷ thần ơi, sao kỳ vậy? Kể cả lãnh sự quán của đảng Đĩ Việt Cộng cũng không dám cầm cờ đỏ để mà ra phi trường đón tiếp là sao? Là sao? Rồi qua bên đó rồi còn bà đặt kêu gọi đó là tư bằng đảng và nhà nước rất cần những trí thức của Việt Kiều dụ nữa. Mấy chục năm nay kêu gọi những người trí thức về Việt Nam, bây giờ rốt cuộc rồi cũng tiếp tục bổn cổ soạn lại. Ngô Bảo Châu về Việt Nam bây giờ cũng ẹo xứng sống có dạy cái đéo gì.
dạy cái kiểu gì mà ở Việt Nam toàn là nhân tài về Việt Nam dạy, tưởng dạy sao dạy cho những đây là cái bằng là học sinh ở Việt Nam, những đây là cái bằng là toàn là những đây là cái bằng là nhảy nhót không đó đây nè, mà coi đó, đó, về Việt Nam dạy là dạy kiểu vậy đó. Đây nè, kiến thức của Việt Nam về Việt Nam á. Đó đẹp ghê không? Như con Long Quang ghê không? Đó có chút mẹ xéo vậy đó. Như con chí mẹ vậy đó mà đẹp ghê không? Đó đẹp ghê không? Đó, như con Long Quang vậy đó học cái đéo gì à, thấy không? Nó muốn quạt đó thấy không? Ghê không? Có chút béo nhưng mà ghê không? Đó vậy đó. Bây giờ ta không biết là ở trong trường hay là ở trong vũ trường. Ta không biết ở trong trường học hay là đang ở trong vũ trường, ta không biết. Con chút xíu cho con chí mén vậy đó mà bắt đầu là dạy, bắt đầu là cái bằng là múa quạt, đôi kia là đứng, đôi kia nó trời, nó chỉ, nó dạy trên YouTube đó, mẹ nó ra tôi cũng mẹ nó ra ham vui, tôi cũng xì tim dâu vô, tôi dạy, tôi nghe nó dạy, tôi học nó chứ. Bởi vậy cho nên tôi mới biết là nè, rồi đi hai cái chân, đôi kia múa quạt, đôi kia trời ơi, nó dạy, đôi kia mẹ nó ra, vô tôi giáo bộ biết không, tôi giáo bộ tôi vô tôi nè anh ơi em mới có học lớp 5 thôi cho nên anh vô anh dạy em muốn quạt cái quay tay đi, cái trời nó vô nó phi em, nó nói em phải về nè, tôi đưa cái hình nhỏ nào mẹ ở Việt Nam mẹ mới học lớp 6 vô thôi, bắt đầu tôi vô tôi nói chuyện với nó bên YouTube, nó vô nó chỉ tôi, mẹ nói em có coi YouTube của anh không, tôi nói anh là thằng nào vậy, người nào vậy, cái nó chỉ cho tôi vô coi trời vô, tôi nhìn cái mặt nó tôi cười mà sặc sủa luôn, cái nó mẹ cái mặt bông cái chọc bông ra sữa mới có 13 tuổi mà vô cái mẹ nó mua quạt bên đây bên kia nó cái trời đó. Bạn Lisa nó đóng vai hay ghê không, cái nào tao cũng vô được hết trơn. Vì bị quê độ cả hai phen tiếp đón nên Trọng Lú bắt đầu mới lập bài ra cái chiêu mới để mà gỡ nhục, đó là tự bỏ tiền ra để mà đăng tờ báo nhằm quảng cáo cho bản thân của mình đi qua bên Pháp để tỏ vẻ đại gia là đa giải, thì Trọng Lú cho mua nguyên một trang 11 của tờ báo Le Monde số ra ngày 26 tháng 3 để quảng cáo bản thân cho hoành tráng. Bài báo này do đàn em của Trọng Lú viết rồi dịch qua tiếng Pháp để mà đăng lên báo trong một quảng cáo, chứ Trọng Lú không hề biết chữ tiếng Pháp nào cả. Trọng Lú đã bỏ ra hơn 150.000 euro là gần 4,54 tỷ rưỡi đồng Việt Nam để mà đăng một bài báo trên tờ Le Monde để tự quảng cáo cho bản thân mình. Đây là tiền ngân sách, là lấy từ tiền thuế của dân chứ không phải tiền túi của Trọng Lú, nhưng Trọng Lú vẫn cho chi tiền để tự quảng cáo, tự bốc thơm cho mình. Các bạn thấy khốn nạn vô cùng. Nhưng Trọng Lú vẫn cho chi tiền để tự quảng cáo cho bản thân mình cho đỡ nhục. Mật tin cho biết là thằng Trọng Lú thực tế đã chi ra tới 200.000 euro, tức là gần 6 tỷ đồng tiền Việt Nam chứ không phải là 4 tỷ đâu, để mướn người viết bài và đăng báo. Chiêu tự quảng cáo này là Trọng Lú học của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh, nó vừa viết vừa đi đường vừa kể chuyện của Trần Văn Tiên để mỹ dân Việt Nam và ngờ gỡ đi mối nhục. Nhưng không ngờ là chẳng có ai thèm đọc mà người ta còn vạch trần cái trò bỉ ổi quảng cáo bịp bợm xảo trá của thằng Trọng Lú, nên đã làm cho Trọng Lú quê độ một cục nhục nhã tập 3. Tính tới thời điểm này thì Trọng Lú bị nhục nhã không thua gì thằng Phát Niễn ở tại bên Úc. Đây là bỏ ra gần 6 tỷ rưỡi tiền Việt Nam đồng để mà cho in lên một cái tờ báo của tiếng Pháp, là Pháp được đón tiếp nồng hậu, nhưng mà rốt cuộc rồi tờ báo mà Money nổi tiếng này chỉ là đăng ở trên cái mục quảng cáo thôi, chứ không được quyền đăng lên những cái tờ báo mà những đây là của tiếng Pháp mà trong chính trị rồi trong chính phủ thủ tổng thống được kia là không có, chỉ có là đưa ra bỏ ra 6 tỷ, bỏ ra là những đây là 6 tỷ rưỡi, tưởng sao bên tờ báo Pháp nó được cho đăng lên một cái mục quảng cáo. Đó.
tiền mà nó đập đầu cái phe, mà vấn đề là Vina của thằng Trịnh Xuân Thanh, của thằng Đinh La Thăng đôi kia nó gom vô để nó đi qua bên bển, nó cúng chùa cúng miễu như vậy. Mấy thằng ở Việt Nam tụi bay ngồi đó mà gục cái đầu đi mà ngu đi. Trọng Lũ đã ngang nhiên lấy 200.000 euro tiền ngân sách để mà tự đăng báo nhằm quảng cáo cho bản thân. Trọng Lũ đã đề nghị với và phe thân Trọng Lũ ở bên lãnh sự quán của đảng địa Việt Cộng bên Pháp. Nhưng mà lãnh sự quán thì nói rằng Việt Kiều bên Pháp chưa có về Việt Nam đông, cho nên lượng tiền để làm visa chưa đủ 200.000 euro. Thế là thằng Trọng Lũ yêu cầu ở bên lãnh sự quán đảng địa Việt Cộng hãy nên đi vay tiền gấp để mà chi cho tờ báo này. Và khi về nước thì Trọng Lũ sẽ đập phe của Ba Dũng để mà lấy tiền và chuyển qua lại cho lãnh sự quán của phe Trọng Lũ ở bên Pháp. Tiếp tục là một thất bại đau đớn tan nát nữa của phe Cộng sản. Đó là Mỹ và 16 nước Âu Châu đã trục xuất hết đại sứ Nga về nước, không cho ở lại nữa và đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga ở trong nước. Nguyên nhân là Putin đã ra lệnh ám sát cả gia đình điệp viên Nga đang tị nạn ở tại Anh bằng chất phóng xạ, nên làm cà khối tư bản phải phẫn nộ lập tức trừng phạt tất cả những nhà ngoại giao của Nga rời khỏi đất nước. Đi tiên phong là Mỹ, Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh cho trục xuất hết 60 nhân viên nhà ngoại giao của Nga ở Mỹ về nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tiếp theo Mỹ là bắt đầu đã có những nước khác đồng loạt theo Mỹ, tổng cộng 16 nước hiện nay và trong tương lai sẽ trên 50 nước ở tư bản sẽ không đón chào nhà ngoại giao của Nga vì cho đây là hành động độc tài khủng bố giống như Cộng sản. Đồng thời, Donald Trump cũng ra lệnh là đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga ở Seattle, tiểu bang Washington State của nước Mỹ. Sau đó thì cả 16 nước Liên minh Âu Châu cũng đồng loạt trục xuất đại sứ Nga và cho đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga. Vỏn vẹn chỉ một cái công báo đưa ra, nước chúng tôi không có hoan nghênh cho những nhà ngoại giao của Nga vì quý vị đã là những người đặc biệt nguy hiểm, chỉ sợ rằng tánh mạng của những người tị nạn chính trị quý vị giết chết, cho nên xin mời quý vị hãy rời khỏi đất nước của tôi để cho yên nhà yên cửa. Muốn làm trời làm đất thì hãy đi về nước của quý vị. Thế là tất cả những nhà ngoại giao cao cấp của Nga phải nhục nhã muối mặt để mà bút vé máy bay rời khỏi 16 nước Âu Châu trong 24 tiếng đồng hồ. Đồng thời các nước cùng rút hết đại sứ ở Nga về nước và chuẩn bị cắt luôn ngoại giao, ban giao. Đây là đòn trừng phạt ngoại giao của cà khói tư bản đối với thằng Putin, để đập cho thằng Putin một trận, dạy cho mày biết một bài học nhớ đời. Nguyên nhân sâu xa là khói tư bản rất là sợ Nga đem phóng xạ qua để ám sát, nên đóng cửa hết các tòa đại sứ Nga cho chắc ăn. Cà khói tư bản hiện nay vô cùng căm ghét thằng Nga và muốn đánh sập hết cà xứ Nga để loại trừ một mối nguy hiểm cho thế giới nhân loại trong thời kỳ phát triển. Hiện tại thì các cường quốc như Mỹ, như Anh, như Pháp, như Đức, như Thụy Sĩ đều đã đóng cửa tòa đại sứ Nga và trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao của Nga về nước, để trừng phạt Putin về cái tội giáp cho mật vụ qua để áp sát người tị nạn Nga ở bên Anh quốc. Đảng địa Việt Cộng tôi bây giờ gửi người nào qua bên Mỹ đi áp sát những người Việt bên hải ngoại bên đây đi, rồi tôi bây biết thế nào là lễ độ. Gửi quá. Sắp tới thì cả 28 nước trong khối Âu Châu và thêm Úc, Đại Lợi, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ lần lượt theo Mỹ sẽ trục xuất hết đại sứ Nga về nước. Sau đó thì cả thế giới có thể cấm vận, có thể trừng phạt luôn cả kinh tế của Nga để đập cho Putin thân bại danh liệt phen này.
Putin đã rơi vào thế một mình chống cả thế giới và kéo cả nước Nga phải sụp đổ thêm. Đây là tờ báo mà đã được đăng lên hình ảnh mà Mỹ đã trục xuất 60 nhân viên nhà ngoại giao đóng cửa tòa lãnh sự của Nga ở tại Seattle. Các bạn biết là những tình báo KGB của thằng Nga không phải là vừa. Và đây là một cái tòa đại sứ quán của thằng Nga ở tại Seattle, tiểu bang Washington State đã bị đóng cửa. Tao cũng mong cho đóng hết cửa của những cái thằng chó đẻ đẳng đỉ tao bay dám manh động qua bên đây. Giờ sao rồi im hết trơn này hả? Thằng Kenny Nguyễn, thằng Lôi Minh hôm đài tao khiêu khích quá trời, tao chửi cha mắng gái mẹ tao bay rốt cuộc giờ im rồi hả? Không dám đem cầu máu lờ ra nữa hả? Không dám đem hình thằng chó Hồ Chí Minh ra nữa hả? Chị ơi, thằng Lôi Minh và tất cả mọi người bây giờ tao nói rung như cày sấy sau khi mà chỉ cần chơi ngông cuồng bắt đầu Donald Trump đã không cho vấn đề là vị diện mà đi theo vấn đề là kêu bằng là đầu tư qua nữa. Bây giờ xó mẹ nó trơn rồi chị ơi, là chị bây giờ có con đĩ nào theo cộng sản cũng là làm trong Facebook ở bên Singapore bắt đầu nó dám đụng tới chị Lisa, nó không biết chị Lisa là thần thông quảng đại cho nên nó bị thua lỗ gần 9-10 tỷ đô la rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó nịnh, bây giờ nó kêu cả thế giới lên nó phải xin lỗi về những đây là lộ thông tin chị ạ. Nó coi tao bay cho cử giữ cỡ nào vậy tao. Sao rồi? Họ dám đụng tới tao rồi à? Không chỉ có Nga bị đập mà Tàu Cộng cũng bị đánh bầm dập và nâu con mắt phen này. Các hãng Mỹ đã bắt đầu ngưng hợp tác hoàn toàn và ngưng bán hàng của các hãng Tàu Cộng. Những hàng hóa Made in China phải xem xét lại. Mới nhất là hãng điện máy Best Buy đã ra quyết định ngưng hợp tác với hãng Wanwen của Tàu Cộng và ngưng bán tất cả hàng hóa của Huawei tại các trung tâm của Best Buy ở tại Mỹ. Ngay sau đó thì hãng viễn thông điện thoại AT&T của Mỹ cũng ra thông báo hủy hết toàn bộ hợp đồng buôn bán với hãng của Tàu Cộng, nghĩa là các loại smartphone và hàng điện tử của Tàu Cộng không còn được bán trên tất cả cửa hàng của AT&T. Hãng điện thoại lớn thứ nhì là Verizon của Mỹ cũng ra thông báo là ngưng bán tất cả các mặt hàng của Huawei trên toàn hệ thống cửa hàng của Verizon. Sắp tới thì Walmart, Costco, Tango và Amazon cũng sẽ ngưng bán hàng của Tàu Cộng. Tất cả các hãng điện tử của Mỹ đều ngưng bán hàng của hãng Huawei và các công ty Tàu Cộng từ lúc này trở đi. Nguyên nhân là các hãng Mỹ đã biết Tổng thống Trump chuẩn bị đánh thuế lên hơn 120 mặt hàng điện tử của Tàu Cộng cho nên bán không có lợi. Nên không hãng nào dám mua đồ của Tàu Cộng nữa. Vì sợ giá cao thì bán không ai mua, chỉ còn mấy tiệm tạp hóa Tàu Cộng là bán đồ của Tàu Cộng mà thôi. Chứ các hãng Mỹ đều ngưng hết. Như vậy thì Tàu Cộng chết kinh tế và phá sản một loạt những công ty công nghệ phen này. Vì trong đoàn tăng thuế của Tổng thống Donald Trump, cả Nga và Tàu Cộng đều suy sụp thì kéo cả khối cộng sản phải sụp đổ tàn tành. Best Buy đã ngừng hợp tác với vấn đề là tất cả những thiết bị điện tử của thằng Tàu Cộng. Tàu Cộng điên tiết vì bị tăng thuế lên 30% tới 50%, có thể sẽ lên tới 80% và ngưng hợp tác toàn diện, nên đã động binh ở Biển Đông để gỡ thua. Cái chiêu này gọi là thua me gỡ bài cào. Vào chiều ngày 26 tháng 3 thì Tàu Cộng bất ngờ đem mấy chục tàu chiến và hàng không mẫu hàm Liêu Ninh từ đảo Hải Nam xuống bờ Biển Đông để chuẩn bị đập cho thằng đảng để Việt Cộng một bài học, đập cho một trận nên thân, dạy cho Việt Cộng một bài học để mà răng đe Mỹ. Nguyên nhân là Việt Cộng không chịu rút hết giàn khoan dầu ở Biển Đông, cho nên Tàu Cộng muốn diễn cớ này để đập thằng đảng để Cộng sản, để cho Hoa Kỳ và thế giới thấy được sức mạnh mà quân sự của Tàu Cộng, bởi vì ở trong vùng Tàu Cộng không dám đánh Nam Hàn, không dám đụng Nhật Bản,
không dám đánh Ấn Độ, mà chỉ có thằng Đặng Đĩ Đầu Bò là dễ dàng đập nó. Cho nên Tào Cộng bắt đầu hung ăn, chuẩn bị để mà lôi qua, để mà đập thằng Đặng Đĩ một trận cho la chí chóe như là khỉ Trường Sơn. Để tao mong coi bắt đầu nó qua nó đập chiến này coi tao bay giống như năm 79 không. Năm 79 là bắt đầu là lên trên đài. Bọn xâm lược bành trướng bá quyền Trung Quốc đã ngang nhiên dẫm bừa lên tổ quốc chúng ta. Hỡi tất cả toàn dân hãy nên một lòng để đánh đập kẻ thù đồ kia. Bây giờ tao có nó đập tao bay nữa, tao có tao bay còn gì. Vì tập đoàn dầu khí Việt Cộng vẫn cho giàn khoan ở miền Trung và Vũng Tàu hoạt động, nên Tàu Cộng đã ứa gan nhìn gai con mắt, cho nên quyết đập cho Đảng để Việt Cộng một trận phen này và phá hủy hết các giàn khoan, gây thiệt hại và lỗ trên cả tỷ đô la và nhà máy dầu của Đảng để Việt Cộng ngoài khơi. Ngoài ra Đảng để Việt Cộng còn mời Ấn Độ và Nam Hàn vô Biển Đông để khai thác dầu, nên làm cho Tàu Cộng vô cùng tức giận, nên mới điều mấy chục tàu chiến xuống Biển Đông để chuẩn bị đập Đặng Đĩ Việt Cộng. Trầm Lô đã biết tin này từ trước nên mới nhất quyết đòi qua bên Pháp để mà tránh nạn. Mặc dù giả bộ qua thăm Pháp nhưng mà đang chuẩn bị làm hồ sơ và nói với lãnh sự quán của Đặng Đĩ phe Trầm Lô ở bên Pháp, nếu có bề gì thì Trọng Lũ sẽ nhận được cái giấy visa để mà bay thẳng qua Pháp xin tị nạn. Nếu ở trong nước phe mà kêu bằng là ghét Tàu sẽ nổi lên. Vì để lỡ tạo cơ hội cho nên Trọng Lũ bây giờ đang tìm đường. Nếu Trọng Lũ trở về chiến này mà dân nước thành công triệt tiêu hết những cái lũ nào mà không theo Tàu Cộng thì kể như Trọng Lũ sẽ cho sát nhập Việt Nam. Nếu như toàn dân nổi lên và tất cả một người đại tá hay là một người thiếu tướng mà quay đầu lại được sự hậu thuẫn của Mỹ, của thằng Phiêu Tinh hoặc là của Đức thì coi như phe Trọng Lũ phải cuốn gối mà chạy không kịp ngắt. Vì lỡ Tàu Cộng đánh vô thì có thể lạc đạn trúng Trọng Lũ. Lúc này Tàu Cộng đã kéo vô tới Biển Đông, sắp chiến tranh tới nơi rồi, nên toàn dân Việt Nam phải đi mua vàng, mua ngoại tệ, đồng thời dự trữ thức ăn, nước uống ngay lập tức. Đây là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà vệ tinh của Hoa Kỳ đã chụp được vào tối ngày hôm nay. Mới cách đây có mấy giờ đồng hồ, đây là những cái vệt đỏ mà vệ tinh đã đặt được, chụp được tàu Liêu Ninh của Tàu Cộng đang rầm rập vào Việt Nam. Để coi coi cái đám mà quân đội tôi bay, coi tôi bay giáp nghinh chiến không? Hay là ở trong quân đội, quân khu toàn là Tàu Cộng nó nằm ở trong trọng hết. Tàu ngầm Liêu Ninh cũng bắt đầu xuất trận, con để Thái Ngọc Nghiên đưa lờ ra đi. Kìa, Liêu Ninh của mày nó trở về rồi nè, đó. Chạy ra đưa lờ ra cho nó đâm thẳng vô đây, cái mũi nó nhọn lắm. Nó đâm cho mày tét lờ, mày luôn đi đồ ngựa. Đỉ. Sao rồi? Im rồi à? Tờ báo Tuổi Trẻ không biết là theo phe nào đã bắt đầu đăng lên tại Trung Quốc đã điều hàng chục tàu chiến hướng xuống Biển Đông. Song song với việc đưa mấy chục chiến hạm xuống Biển Đông thì Tàu Cộng còn cho trang bị vũ khí cho tất cả các tàu hải sát và hải cảnh. Đồng thời Tàu Cộng đã đưa một số người tù hình sự đã được thả ra trước án tù để yêu cầu tràn qua Việt Nam móc túi, giật đồ ở những nơi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang và những nơi nào mà Tàu Cộng đã chiếm lấy. Dân Việt Nam thì hãy bắt được một thằng Tàu Cộng móc túi giật đồ thì lỏ con mắt ớt ra nhìn, không nói cái gì cả. Chỉ có la lên là trời ơi ghê quá, trời ơi không biết làm sao, nó sao ghê vậy, nhà nước mình làm gì kỳ vậy. Rồi ai nấy cũng về nhà chuẩn bị gờ cái túi của mình. Còn nếu mà người dân Việt Nam mà lỡ thằng nhỏ nó ăn cắp, hoặc là nó đói quá, nó lụm, hoặc là nó ăn cắp một cái gì thì kể như là quánh tao nó không thương tiếc. Việt Nam nó khôn vậy đó. Thế người nước ngoài không dám đụng tới, thằng Tàu Cộng thì không dám đập nó. Nó móc túi, nó kéo cả băng đảng qua hung hãn vậy thì không dám làm cho đứng đỏ mắt ớt ra giật.
mà thấy thằng Việt Nam nào, thằng nào mà nhỏ nhỏ ốm đói mà lỡ ăn cắp ăn trộm cái đủ mẹ mà mày ăn cắp phải không? Mẹ mày biểu ơi, đưa mặt đây giống một cái quánh thằng nhỏ vấn đề là cái bằng là tướng tá như con vô vậy đó, mà ba bốn thằng chói con người ta lại rồi mà cũng đi đập nó nữa, mà không biết rằng cái xã hội nó khốn nạn mới sanh ra những thằng bé nhỏ này đi ăn trộm ăn cắp. Chứ một xã hội đàng hoàng như ở Mỹ có nước nít nào đi ăn trộm đâu. Vậy mà đáng tuổi cha nó, tuổi chú nó mà đi lại giọng vô trong mặt nó rồi đá ngang đá ngược lớp như là con không đẻ, chứng tỏ ta đây. Mà hãy công an tới cái là đội mẹ nó ra xùi mẹ nó hết trơn. Ta nói bắt đầu là kêu bằng tèo mẹ nó hết trơn. Thế mà thấy thằng công an nào cái mặt bộ đồ công an cái là nó tèo mẹ nó hết trơn. Bắt đầu là con nịnh tèo nó. Khốn nạn vậy đó. Song song với việc đưa mấy chục chiến hạm xuống biển Đông thì Tàu Cộng còn cho trang bị vũ khí cho tất cả các tàu hải sát và hải cảnh. Cụ thể là các tàu hải sát cũng sẽ được trang bị cả pháo và tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và ngư lôi đánh tàu ngầm. Nguyên nhân là Tàu Cộng muốn tăng cường sức mạnh hải quân để mà phô trương ảnh hưởng cho thế giới biết và tăng khả năng chiến đấu của các tàu hải sát để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Nên mới trang bị thêm vũ khí hiện đại trên các tàu hải sát. Các loại tên lửa này đã được chế tạo sẵn từ mấy năm trước đây. Chỉ việc lắp lên trên tàu là có thể xài được liền, chứ không gì phức tạp cả. Để gắn một dàn tên lửa thì chỉ mất có 15 phút mà thôi. Chỉ cần một ngày là Tàu Cộng có thể gắn hết tên lửa cho các tàu hải cảnh. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng, cận kề bờ vực chiến tranh vì Tàu Cộng quyết tâm chiếm hết biển Đông phen này. Bạn thấy khốn nạn như vậy, mất dạy như vậy đó. Trong khi đó ở Việt Nam thì trời ơi, nó cướp đất của người dân kìa chị ơi. Lên quay rồi bảo vệ đang chấn áp dân đây. Thì lên đất của tôi lên đây tôi. Lên tóc đâu. Tàu Cộng nó vô vậy đó, còn ở trong nước thì giờ mẹ nó mấy thằng chó đẻ này nó cướp đất của người dân. Người dân hiền quá. Đưa cả bầy cả lũ tới mà không dám làm gì. Đưa cả bầy cả lũ tới vậy đó, mẹ nó cướp đất vậy nó không dám làm gì nữa. Giờ tụi nó khốn nạn quá chị ơi, là chị công an phường Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai khốn nạn quá, nó cướp xe của người dân luôn chị. Không có cái giấy tờ gì đâu. Đây này công an. Công an ơi. Đúng tên gì? Công an đó. Tới không có cần giấy tờ cho cướp xe cướp đất. Chú chú cháu hết trơn, mẹ tạng cá xiết vô mặt nó đi, chú mẹ gì, chú bu vô cái thằng này mà chú mẹ gì. Trời ơi chị ơi, khổ thân cho hai cha con đi theo đảng đĩ bộ đội ở trong vấn đề là pháo binh mà rốt cuộc rồi bây giờ về bị mất nhà mất cửa chị ơi, là chị trời ơi chị ơi thấy tội nghiệp lắm chị ơi, hai người phải chạy vấn đề là sản hoàng để mà vấn đề là đi tìm đó chị ơi, đi tìm công lý. Làm sao mà nhìn hai một con ông cổ thế? Như vậy là tôi làm cái nhà cho cháu thì năm 2013 thì tôi làm cái móng năm 2013 cho cháu thì từng địa chính địa chỉ cho làm để đến năm 2016 dựng nhà lên thì bắt đầu chính quyền cảm chính quyền ta cảm chính quyền tới lấy mẹ nhà cửa trơn xô gãy nhà luôn rồi xô đứa con ổng giờ bị bệnh tâm thần đi theo ổng vậy đó, nhìn thấy ghê ghê không? Một chế độ mà các bạn thấy nó dã man như vậy đó. Chị ơi, chị con Cassili Lê là cựu du học sinh Việt Cộng, từng học chương trình MBA Sloan thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts Miss tại Mỹ. Cô chính là người đã góp phần vô việc Facebook xóa nhiều tài khoản, gỡ những cái người đó. Ừ, mày giúp đi, tới giờ đó Facebook nó bị lỗ chết mẹ, nó rồi nó bỏ tật. Chị ơi chị, trời ơi bắt đầu tiếp tục cháy nữa kìa chị ơi, trời ơi vui quá chị ơi. Chết rồi, lớn quá. Ồ. Ờ. Lớn quá ha. Tự nhiên đang nằm nghe đùng một cái. Tự nhiên nghe cái đùng nó nổ lên vậy đó. Trời ơi cháy lớn quá rồi, lớn. Nó cháy ở đâu vậy để coi coi. Ta gửi tin tức cho chị.
Chị ơi, chị có thể là tàu cộng nó vào nó đốt nhà dân rồi chị ơi. Trời ơi, hôm nay đốt cháy quá trời rồi chị ơi. Đúng rồi đó, tàu cộng nó vô quá trời rồi. Người dân phải nên thấy thằng tàu nào phải nên mẹ xác nó cho chị đi. Còn bằng không là nhà cửa sẽ cháy từ từ hết trơn, cháy nát hết. Chị ơi, chia số tiền lớn từ khoản hoa hồng bán đồng phục cho học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Diệu kìa chị, được đăng lên báo. Quá trời thối nát ở trong một cái mái trường xã hội chủ nghĩa rồi chị ơi. Thì chị đã nói rồi, thầy cô giáo bây giờ ở Việt Nam là toàn là một cái thành phần như vậy, không nó không có còn gì mà gọi là lương tâm nữa đâu. Thằng cộng sản nó cai trị sau 43 năm rồi là bây giờ trong cái học đường các em là vậy. Chị ơi, chị nói đúng quá, không phải là chết chỉ có 13 người, bây giờ người dân cho biết là chết nhiều lắm chị. Việt Nam mình là xong rồi đó. Chị ơi, bà Kim Hường cư ngụ tại nhà 175/9 Nguyễn Cửu Vân đã hàng chục năm qua, nhưng mới đây bất ngờ xuất hiện nhiều công an bận sắc phục và thường phục để mà hộ vệ 100 côn đồ tới gây rối cướp gia đình của bạn. Thì bà hiền quá thì nó cướp thôi, trong tương lai nó thấy. Chị ơi, điệt mẹ lũ chó đẻ con cháu Hồ Chí Minh súc vật chị ơi, khủng khiếp lắm chị ạ. À, chúng đã để cho một cái cổng trường bị ngã và đè chết một em học sinh mới có 7-8 tuổi chị ạ. À, ở trong thiên đường là như vậy đó, con số chết cháy cao hơn là nó đăng nhiều lắm chị ạ. À, những người nào mà có thân nhân chết đó không có đăng tên tuổi để đi vô gặp chị. Trời ơi chị ơi, ta nói đảng đĩ nó thối nát lắm chị ơi. Thằng tàu cầm qua bắt đầu vụ nó tạc tượng 12 con sáp ở công viên Hòn Dấu, Hải Phòng nhìn thô tục bị ổi lắm. Nó đúc tượng gì mà đưa nồm nộp những cái bộ phận sinh dục 10 năm nay rồi mà không ai biết hết trơn chị ơi. Rốt cuộc lại không ai lên tiếng. Bây giờ thì mọi người bắt đầu lên tiếng, bắt đầu nhìn những cái bức tượng 12 con giáp này không che, thấy nó tục tiểu vô cùng chị ạ. À, công viên dành cho trẻ em vô chơi mà nó tạc tượng như vậy. Thì thằng Tàu Cẩm nó muốn đi qua để nó tạc tượng vậy, để mà nó khiêu dâm trẻ em Việt Nam, để sau này Tàu Cẩm nó qua để mà nó nhiều chút nó bú liếm chứ có gì đâu. Chị ơi, sau khi mà bắt đầu là mọi người báo chí đăng lên rồi thì tự nhiên bây giờ bắt đầu nó lấy một cái quần màu đỏ giống như cờ máu lờ, nó che cái bộ phận sinh dục cho 12 con giáp. Đây là của tuổi con dê đó chị. Trời đất quỷ thần ơi, ngày xưa thì nó để nguyên cái con dê này ra là bộ phận của đàn ông sinh dục để cho tuổi trẻ nó tới nó tò mò nó coi. Bây giờ nói quá, nó lấy nguyên cái quần đỏ như cái máu cờ vậy đó, nó che vô ngay cái bộ phận đó. Ủa sao không lấy cái cờ máu lờ che đi? Rồi đây là con trâu ngu ma dương thì nó cho mặc cái quần xịp mà của áo bên Argentina chị ơi. Trời đất quỷ thần ơi là trời, tao nói thiệt tình với nó. Còn đây là một người phụ nữ thì nó cho mặc cái quần của vấn đề là Mexico, quần xịp vô chị ạ. À, thằng Tàu nó chơi khăm như vậy đó. Đó. À, tao nói mày nó khốn nạn ghê không? Còn đây là nó cho một người đàn ông mặc cái quần của Pháp, quần xịp vô để mà che bộ phận sinh dục lại chị ơi. Đó, đó. Thằng Tàu nó thâm độc ghê chưa? Ừ. Còn đây là tuổi con mèo, bắt đầu nó cho mặc nguyên một cái quần xịp của Thái Lan. Ơ à, chị à, trời đất ơi là trời. Ừ. Rồi đây là tuổi con cọp, nó cho mặc nguyên cái váy. Đó, trời, các bạn thấy không, nó khốn nạn vô cùng không? Đó, trời ơi, tao nói không thể tưởng tượng được mà đó. Đây là tuổi con rắn, bắt đầu nó cho mặc nguyên cái quần xịt như vậy đó chị. Chị ơi, nó chỉ che ở dưới thôi, cho nên ở trên nhìn thấy nó làm rõ nồm nộp, núm vú, rồi ở dưới cái đường khe nước chảy đồ kia nó làm lông lá đồ kia y như là khiêu dâm vậy chị ơi. Trời ơi gớm lắm chị à. À, rồi cái này là bắt đầu là hình của con cọp, thì bắt đầu nó cho mặc cái váy của tụi Hồi giáo vô kỳ vậy à.
Ôi, nói tới đảng để chị mệt thiệt. Giờ chửi nó quá rồi. Thấy nó đưa mấy cái tượng á, kêu nó đưa ra. Hỏi cái thằng mà nó làm cái tượng này, nó muốn làm cho thấy được thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thuần phong mỹ tục Việt Nam là cởi quần áo ra, chỉ đưa bộ phận sinh dục ra ngay công viên của trẻ em vậy đó. Đây là bà má của chứ đây là cái bằng đó là mẹ nó ra chứ đây là. Thôi thôi đi ơi. Đó, cảm ơn con. Đây là một người mẹ mà đi tìm quan cho con 10 năm rồi đó. Mẹ thế giới người ta biết rồi, vụ án sai trái rồi mà tự động nhốt con người ta Hồ Duy Hải. Cái vụ án này Lisa đã biết từ năm 2000 tới giờ. Mà rốt cuộc rồi nó như vậy đó. Thôi, thời gian không cho phép. Trọng Lú bị Pháp trả tù vì chuyện phế quốc tịch Việt Nam giáo sư Đặng Minh Hoàng rồi trục xuất ông ta về Pháp đó chị. Ừ, vậy thôi. Nguyên nhân sâu xa là nó như vậy. Cho nên bây giờ nó chơi lại, nó chơi trả thù lại vậy đó. Ngày xưa ông Đặng Minh Hoàng là người Việt kiều Pháp giáo sư. Rồi đi qua bên bển bắt đầu là mẹ nó phế quốc tịch mẹ Việt Nam. Nó đuổi ông ta về Pháp. Bây giờ thằng Trọng Lú qua bên Pháp nó chơi lại vậy là đúng rồi. Thì thôi, thời gian không có hạn. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức ngày càng nóng hổi về tình hình chính trị và kinh tế ở trong nước Việt Nam. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye. Cái thằng Việt Nam nào, thằng nào mà nhỏ nhỏ ốm đói mà lỡ ăn cắp ăn trộm cái đủ mẹ mà mẹ ăn cắp phải không? Mẹ mẹ, biểu ơi, thế đuôi mặt đây, giống một cái. Quánh thằng nhỏ nhưng đây là cái bằng là tướng tá như con voi vậy đó mà ba bốn thằng chói con người ta lại rồi mà cũng đi đập nó nữa. Mà không biết rằng cái xã hội nó khốn nạn mới sanh ra những thằng bé nhỏ này đi ăn trộm ăn cắp. Chứ một xã hội đàng hoàng như ở Mỹ có nước nít nào đi ăn trộm đâu. Vậy mà đáng tuổi cha nó, tuổi chú nó mà đi lại giọng vô trong mặt nó rồi đá ngang đá ngược lớp như là con không đẻ, chứng tỏ ta đây. Mà hãy công an tới cái là đội mẹ nó ra xùi mẹ nó hết trơn. Ta nói bắt đầu là kêu bằng tèo mẹ nó hết trơn. Hãy mà thấy thằng công an nào cái mặt bộ đồ công an cái là nó tèo mẹ nó hết trơn. Bắt đầu là con nịnh tèo nó. Khốn nạn vậy đó. Song song với việc đưa mấy chục chiến hạm xuống Biển Đông thì Tàu Cẩm còn cho trang bị vũ khí cho tất cả các tàu hải sát và hải cảnh. Cụ thể là các tàu hải sát cũng sẽ được trang bị cả pháo và tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không và ngư lôi đích tàu ngầm. Nguyên nhân là Tàu Cẩm muốn tăng cường sức mạnh hải quân để mà phô trương ảnh hưởng cho thế giới biết và tăng khả năng chiến đấu của các tàu hải sát để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Nên mới trang bị thêm vũ khí hiện đại trên các tàu hải sát. Các loại tên lửa này đã được chế tạo sẵn từ mấy năm trước đây. Chỉ việc lắp lên trên tàu là có thể xài được liền, chứ không gì phức tạp cả. Để gắn một dàn tên lửa thì chỉ mất có 15 phút mà thôi. Chỉ cần một ngày là Tàu Cẩm có thể gắn hết tên lửa cho các tàu hải cảnh. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng. Cận kề bờ vực chiến tranh vì Tàu Cẩm quyết tâm chiếm hết Biển Đông phen này. Bạn thấy khốn nạn như vậy, mất dạy như vậy đó. Trong khi đó ở Việt Nam thì trời ơi, nó cướp đất của người dân kìa chị ơi. Là dân quay rồi, bảo vệ đang chứng áp dân đây. Đi lên đất của tôi lên đất của tôi. Mới lên tóc đâu. Tàu Cẩm nó vô vậy đó, còn ở trong nước thì giờ mẹ nó mấy thằng chó đẻ này nó cướp đất của người dân. Người dân hiền quá. Đưa cả bầy cả lũ tới mà không dám làm gì. Đưa cả bầy cả lũ tới vậy đó, mẹ nó cướp đất vậy nó không dám làm gì nữa. Giờ tụi nó khốn nạn quá chị ơi, là chị công an phường Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai khốn nạn quá, nó cướp xe của người dân luôn chị. Không có cái gì đâu. Đây nè, công an. Công an đây. Anh tên gì vậy? Công an đó. Tới không có cần giấy tờ trong cướp xe cướp đất. Chú mày. Chú cháu hết trơn, mẹ tạng cá xiết vô mặt nó đi, chú mẹ gì, chú bu vô, cái thằng này mà chú mẹ gì.
Trời ơi chị ơi, khổ thân cho hai cha con đi theo đảng đĩ bộ đội ở trong vấn đề là pháo binh mà rốt cuộc rồi bây giờ về bị mất nhà mất cửa chị ơi là chị. Trời ơi chị ơi, thấy tội nghiệp lắm chị ơi, hai người phải chạy vấn đề là sản hoàng để mà vấn đề là đi tìm đó chị ơi, đi tìm công lý. Làm sao mà nhìn hai một con ông cổ thế? Vâng, thưa chị là tôi làm cái nhà cho cháu thì năm 2013 thì tôi làm cái móng năm 2013 cho cháu thì cần địa chính địa chỉ cho làm. Vâng. Thế đến năm 2016 được nhà lên thì bắt đầu chính quyền cảm chính quyền ta. Cảm chính quyền tới lấy mẹ nhà cửa trơn xô gãy nhà luôn rồi xô đứa con ổng giờ bị bệnh tâm thần đi theo ổng vậy đó, nhìn thấy ghê ghê không? Một chế độ mà các bạn thấy nó dã man như vậy đó. Chị ơi chị, con Castilli Lê là cựu du học sinh Việt Cộng, từng học chương trình MBA Sloan thuộc Học viện Công nghệ Massachusetts Miss tại Mỹ. Cô chính là người đã góp phần vô việc Facebook xóa nhiều tài khoản, gỡ những cái người đó. Ừ, mày giúp đi, mày giúp đi. Tới giờ đó Facebook nó bị lỗi chết mẹ, nó rồi nó bỏ tật. Bỏ tật. Chị ơi chị, trời ơi bắt đầu tiếp tục cháy nữa kìa chị ơi, trời ơi vui quá chị ơi. Chết rồi, lớn quá. Ồ. Ờ. Lớn quá ha. Tự nhiên đang nằm ngang đùng đẹp đó. Tự nhiên trời cái đùng nó nổ lên vậy đó. Trời ơi cháy lớn quá rồi, lớn. Nó cháy ở đâu vậy để coi coi. Ừ, ta gửi tin tức cho chị. Chị ơi chị, có thể là tàu cộng nó vào nó đốt nhà dân rồi chị ơi, trời ơi hôm nay đốt cháy quá trời rồi chị ơi, đúng rồi đó, tàu cộng nó vô quá trời rồi, người dân phải nên thấy thằng tàu nào phải nên mẹ sát nó cho chị đi, còn bằng không là nhà cửa sẽ cháy từ từ hết trơn, cháy nát hết. Chị ơi, chia số tiền lớn từ khoản hoa hồng bán đồng phục cho học sinh trường trung học phổ thông Hoàng Diệu kìa chị, được đăng lên báo, quá trời thối nát ở trong một cái mái trường xã hội chủ nghĩa rồi chị ơi, thì chị đã nói rồi. Thầy cô giáo bây giờ ở Việt Nam là toàn là một cái thành phần như vậy, không, nó không có còn gì mà gọi là lương tâm nữa đâu. Thằng Cộng sản nó cai trị sau 43 năm rồi là bây giờ trong cái học đường các em là vậy. Chị ơi chị nói đúng quá, không phải là chết chỉ có 13 người, bây giờ người dân cho biết là chết nhiều lắm chị. Việt Nam mình là xong rồi đó. Chị ơi, bà Kim Hường cư ngụ tại nhà 175/9 Nguyễn Cửu Vân đã hàng chục năm qua, nhưng mới đây bất ngờ xuất hiện nhiều công an bận sắc phục và thường phục để mà hộ vệ 100 côn đồ tới gây rối cướp gia đình của bà. Thì bà hiền quá thì nó cướp thôi, trong tương lai nó thấy. Chị ơi, điệt mẹ lũ chó đẻ con cháu Hồ Chí Minh súc vật chị ơi, khủng khiếp lắm chị ạ. À. Chúng đã để cho một cái cổng trường bị ngã và đè chết một em học sinh mới có 7-8 tuổi chị ạ. À. Ở trong thiên đường là như vậy đó. Con số chết cháy cao hơn là nó đăng nhiều lắm chị ạ. À. Những người nào mà có thân nhân chết đó, nó không có đăng tên tuổi để đi vô gặp chị. Trời ơi, chị ơi. Ta nói đảng đĩ nó thối nát lắm chị ơi. Thằng Tàu cầm qua bắt đầu vụ nó, bao nhiêu người cười giòn giả thì mày ngồi đó mày ngủ, người ta cười sặc sủa cho những thằng chó đẻ cộng sản. Bây giờ mày coi anh của mày nè, mày coi đảng trưởng chính trị của mày nè, đi qua bên Pháp đây nè, tưởng sao bài binh bố trận cho ở trong lãnh sự của đảng đĩ Việt Cộng đón tiếp, ai ngờ qua bển tưởng gặp đảng cộng sản Pháp, nó đón chào niềm nở, nó đem ra ngoài cái bãi rác ở ngoài sao, giống như cái bãi tha ma vậy đó, để mà nó làm lễ, để mà thăm viếng ở ngoài. Mà cái điều đáng sỉ nhục nữa là nó đề một cái chữ ở trên là vấn đề là kêu bằng là thăm viếng, vấn đề là kêu bằng là những này là đảng cộng sản Pháp
giống như là viếng đám ma vậy đó, đề là lễ thăm viếng, trời ơi giống như là lễ ở Việt Nam mà khi mà làm lễ tang hay gì đó là người ta là lễ tri điệu. Trời ơi, đó các bạn ở trong nước Việt Nam các bạn còn nghe lời những cái luận điệu của đảng đĩ mà bắt đầu là coi là đảng mình danh dự lắm, ra nước ngoài được mọi người tiếp đón lắm. Còn trong khi ở ngoài một rừng cờ vàng chuỗi, đuyết mẹ mày Hồ Chí Minh uống máu kinh, đuyết mẹ mày cờ máu lồ máu thác, không có con chó cộng sản nào bên Pháp dám lú đầu ra. Thằng Lôi Minh rồi những thằng Kenny được kia ở bên Mỹ sao không mua vé máy bay bay qua bên Pháp để mà cứu đồng đội đi. Trời ơi, thằng Trọng Lú qua bển mà nó đem một rừng cờ vàng, không có một cái cờ máu tháng, không có một cái hình của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh. Tao nói mà bây giờ tự nhiên bây giờ nằm dùng ở bên đây sao thục mẹ cho ông lợ hết rồi. Thì sao không đi qua bên Pháp anh hùng để mà vấn đề là dương cờ đỏ lên để mà ác cờ vàng đi. Trời đất quỷ thần ơi, sao kỳ vậy? Kể cả lãnh sự quán của đảng đĩ Việt Cộng cũng không dám cầm cờ đỏ để mà ra phi trường đón tiếp là sao? Là sao? Rồi qua bên đó rồi còn bà Đạt kêu gọi đó là tư bằng đảng và nhà nước rất cần những trí thức của Việt Kiều dụ nữa. Mấy chục năm nay kêu gọi những người trí thức về Việt Nam, bây giờ rốt cuộc rồi cũng tiếp tục bổn cố soạn lại. Ngô Bảo Châu về Việt Nam bây giờ cũng ẹo xứng sống, có dạy cái đéo gì, dạy cái kiểu gì mà ở Việt Nam toàn là nhân tài về Việt Nam dạy, tưởng dạy sao dạy cho những này là cái bằng là học sinh ở Việt Nam, những này là cái bằng là toàn là những này là cái bằng là nhảy nhót không đó đây nè. Mà coi đó, về Việt Nam dạy là dạy kiểu gì đó. Anh nè, trí thức của Việt Nam về Việt Nam đó, đó đẹp ghê không? Như con lăng quăng ghê không? Đó có chút mẹ xéo vậy đó, như con chí mét vậy đó mà đẹp ghê không? Đó đẹp ghê không? Đó như con lăng quăng vậy đó, học cái đéo gì thấy không? Nó muốn quạt đó thấy không? Ghê không? Có chút béo nhưng mà ghê không? Đó vậy đó. Bây giờ ta không biết là ở trong trường hay là ở trong vũ trường, ta không biết ở trong trường học hay là đang ở trong vũ trường, ta không biết. Con chút xíu cho con chí mén vậy đó mà bắt đầu là dạy, bắt đầu là cái bằng là múa quạt, đôi kia là đứng, đôi kia nó trời nó chỉ, nó dạy trên YouTube đó. Mẹ nó ra tôi cũng, mẹ nó ra ham vui, tôi cũng xì tim dâu vô, tôi dạy, tôi nghe nó dạy, tôi học nó chứ. Bởi vậy cho nên tôi mới biết nè, rồi đi hai cái chân, đôi kia múa quạt, đôi kia trời ơi nó dạy, đôi kia mẹ nó ra vô tôi giáo bộ, biết không, tôi giáo bộ tôi vô tôi nè anh ơi, em mới có học lớp 5 thôi cho nên anh vô anh dạy em muốn quạt cái quay tay đi, cái trời nó vô nó bị em, nó nói em phải về nè, tôi đưa cái hình nhỏ nào mẹ ở Việt Nam mẹ mới học lớp 6 vô thôi, bắt đầu tôi vô tôi nói chuyện với nó bên YouTube, nó vô nó chỉ tôi, mẹ nó nói em có coi YouTube của anh không, tôi nói anh là thằng nào vậy, người nào vậy, cái nó chỉ cho tôi vô coi trời vô, tôi nhìn cái mặt nó tôi cười mà sặc sủa luôn, cái nó mẹ cái mặt bốn cái chóc bốn ra sữa mới có 13 tuổi mà vô cái mẹ nó mua quạt bên đây bên kia nó trời đó. Bạn Lisa nó đóng vai hay ghê không, cái nào tao cũng vô được hết trơn. Vì bị quê độ cả hai phen tiếp đón nên Trọng Lú bắt đầu mới lập bài ra cái chiêu mới để mà gỡ nhục, đó là tự bỏ tiền ra để mà đăng tờ báo nhằm quảng cáo cho bản thân của mình đi qua bên Pháp để tỏ vẻ đại gia, là đa giải. Thì Trọng Lú cho mua nguyên một trang 11 của tờ báo Le Monde số ra ngày 26 tháng 3 để quảng cáo bản thân cho hoành tráng. Bài báo này do đàn em của Trọng Lú viết rồi dịch qua tiếng Pháp để mà đăng lên báo trong một quảng cáo, chứ Trọng Lú không hề biết chữ tiếng Pháp nào cả. Trọng Lú đã bỏ ra hơn 150.000 euro là gần 4,4 tỷ rưỡi đồng Việt Nam để mà đăng một bài báo trên tờ Le Monde để tự quảng cáo cho bản thân mình. Đây là tiền ngân sách, là lấy từ tiền thuế của dân
chứ không phải tiền túi của Trầm Lú. Nhưng Trầm Lú vẫn cho chi tiền để tự quảng cáo, tự bốc thơm cho mình. Các bạn thấy khốn nạn vô cùng. Nhưng Trầm Lú vẫn cho chi tiền để tự quảng cáo cho bản thân mình cho đỡ nhục. Mật tin cho biết là thằng Trầm Lú thực tế đã chi ra tới 200.000 euro, tức là gần 6 tỷ đồng tiền Việt Nam, chứ không phải là 4 tỷ đâu, để mướn người viết bài và đăng báo. Chiêu tự quảng cáo này là Trầm Lú học của thằng Hồ Chí Minh uống máu kinh. Nó vừa viết, vừa đi đường, vừa kể chuyện của Trần Văn Tiên để mỹ dân Việt Nam và ngờ gỡ đi mối nhục. Nhưng không ngờ là chẳng có ai thèm đọc, mà người ta còn vạch trần cái trò bỉ ổi quảng cáo bịp bợm xảo trá của thằng Trầm Lú, nên đã làm cho Trầm Lú quê độ một cục, nhục nhã tập ba. Tính tới thời điểm này thì Trầm Lú bị nhục nhã không thua gì thằng Phát Niễn ở tại bên Úc. Đây là bỏ ra gần 6 tỷ rưỡi tiền Việt Nam đồng để mà cho in lên một cái tờ báo của tiếng Pháp, là Pháp được đón tiếp nồng hậu. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tờ báo mà Money nổi tiếng này chỉ là đăng ở trên cái mục quảng cáo thôi, chứ không được quyền đăng lên những cái tờ báo mà vấn đề là của tiếng Pháp, mà trăm chính trị rồi trăm chính phủ thủ tổng thống được kia là không có. Chỉ có là đưa ra, bỏ ra 6 tỷ, bỏ ra là vấn đề là 6 tỷ rưỡi, tưởng sao bên tờ báo Pháp nó được cho đăng lên một cái mục quảng cáo. Đó, tiền mà nó là đập đầu cái phe mà vấn đề là Vina của thằng Trịnh Xuân Thanh, của thằng Đinh La Thăng đôi kia nó gom vô để nó đi qua bên bển nó cúng chùa cúng miễu vậy. Mấy thằng ở Việt Nam tụi bay ngồi đó mà gục cái đầu đi mà ngu đi. Trọng Lũ đã ngang nhiên lấy 200.000 euro tiền ngân sách để mà tự đăng báo nhằm quảng cáo cho bản thân. Trọng Lũ đã đề nghị với và phe thân Trọng Lũ ở bên lãnh sự quán của đảng địa Việt Cộng bên Pháp, nhưng mà lãnh sự quán thì nói rằng Việt Kiều bên Pháp chưa có về Việt Nam đông, cho nên lượng tiền để làm visa chưa đủ 200.000 euro. Thế là thằng Trọng Lũ yêu cầu ở bên lãnh sự quán đảng địa Việt Cộng hãy nên đi vay tiền gấp để mà chi cho tờ báo này, và khi về nước thì Trọng Lũ sẽ đập phe của Ba Dũng để mà lấy tiền và chuyển qua lại cho lãnh sự quán của phe Trọng Lũ ở bên Pháp. Tiếp tục là một thất bại đau đớn tan nát nữa của phe Cộng sản. Đó là Mỹ và 16 nước Âu Châu đã trục xuất hết đại sứ Nga về nước, không cho ở lại nữa và đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga ở trong nước. Nguyên nhân là Putin đã ra lệnh ám sát cả gia đình điệp viên Nga đang tị nạn ở tại Anh bằng chất phóng xạ, nên làm cà khói tư bản phải phẫn nộ lập tức trừng phạt tất cả những nhà ngoại giao của Nga rời khỏi đất nước. Đi tiên phong là Mỹ, tổng thống Donald Trump bất ngờ ra lệnh cho trục xuất hết 60 nhân viên nhà ngoại giao của Nga ở Mỹ về nước trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tiếp theo Mỹ là bắt đầu đã có những nước khác đồng loạt theo Mỹ, tổng cộng 16 nước hiện nay và trong tương lai sẽ trên 50 nước ở tư bản sẽ không đón chào nhà ngoại giao của Nga vì cho đây là hành động độc tài khủng bố giống như Cộng sản. Đồng thời, Donald Trump cũng ra lệnh là đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga ở Seattle, tiểu bang Washington State của nước Mỹ. Sau đó thì cả 16 nước Liên minh Âu Châu cũng đồng loạt trục xuất đại sứ Nga và cho đóng cửa luôn tòa đại sứ Nga. Vỏn vẹn chỉ một cái công báo đưa ra, nước chúng tôi không có hoan nghênh cho những nhà ngoại giao của Nga vì quý vị đã là những người đặc biệt nguy hiểm, chỉ sợ rằng tánh mạng của những người tị nạn chính trị quý vị giết chết
Cho nên xin mời quý vị hãy rời khỏi đất nước của tôi để cho yên nhà, yên cửa. Muốn làm trời, làm đất thì hãy đi về nước của quý vị. Thế là tất cả những nhà ngoại giao cao cấp của Nga phải nhục nhã muối mặt để mà book vé máy bay rời khỏi 16 nước Âu Châu trong 24 tiếng đồng hồ. Đồng thời các nước cũng rút hết đại sứ ở Nga về nước và chuẩn bị cắt luôn ngoại giao, ban rào. Đây là đoàn trừng phạt ngoại giao của cả khối tư bản đối với thằng Putin, để đập cho thằng Putin một trận, dạy cho mày biết một bài học nhớ đời. Nguyên nhân sâu xa là khối tư bản rất là sợ Nga đem phóng xạ qua để ám sát, nên đóng cửa hết các tòa đại sứ Nga cho chắc ăn. Cả khối tư bản hiện nay vô cùng căm ghét thằng Nga và muốn đánh sập hết cả xứ Nga để loại trừ một mối nguy hiểm cho thế giới nhân loại trong thời kỳ phát triển. Hiện tại thì các cường quốc như Mỹ, như Anh, như Pháp, như Đức, như Thụy Sĩ đều đã đóng cửa tòa đại sứ Nga và trục xuất toàn bộ nhân viên ngoại giao của Nga về nước, để trừng phạt Putin về cái tội giáp cho mật vụ qua để áp sát người tị nạn Nga ở bên Anh Quốc. Đáng để Việt Cộng tôi bây giờ gửi người nào qua bên Mỹ đi áp sát những người Việt bên hải ngoại bên đây đi, rồi tôi bây biết thế nào là lễ độ. Gửi quá. Sắp tới thì cả 28 nước trong khối Âu Châu và thêm Úc, Đại Lợi, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng sẽ lần lượt theo Mỹ sẽ trục xuất hết đại sứ Nga về nước. Sau đó thì cả thế giới có thể cấm vận, có thể trừng phạt luôn cả kinh tế của Nga để đập cho Putin thân bại danh liệt phen này. Putin đã rơi vào thế một mình chống cả thế giới và kéo cả nước Nga phải sụp đổ thêm. Đây là tờ báo mà đã được đăng lên hình ảnh mà Mỹ đã trục xuất 60 nhân viên nhà ngoại giao đóng cửa tòa lãnh sự của Nga ở tại Seattle. Các bạn biết là những tình báo KGB của thằng Nga không phải là vừa. Và đây là một cái tòa đại sứ quán của thằng Nga ở tại Seattle, tiểu bang Washington State đã bị đóng cửa. Tao cũng mong cho đóng hết cửa của những cái thằng chó đẻ đẳng đỉ tao bay dám manh động qua bên đây. Giờ sao rồi, im hết trơn này hả? Thằng Kenny Nguyễn, thằng Lôi Minh hôm đài tao khiêu khích quá trời, tao chửi cha mắng gái mẹ tao bay rốt cuộc giờ im rồi hả? Không dám đem cầu máu lờ ra nữa hả? Không dám đem hình thằng chó Hồ Chí Minh ra nữa hả? Chị ơi, thằng Lôi Minh và tất cả mọi người bây giờ tao nói run như cày sấy, sau khi mà chỉ cần chơi ngông cuồng bắt đầu Donald Trump đã không cho vấn đề là vị diện mà đi theo vấn đề là kêu bằng là đầu tư qua nữa, bây giờ xóa mẹ nó trơn rồi chị ơi. Là chị bây giờ có con đĩ nào theo cộng sản cũng là làm trong Facebook ở bên Singapore, bắt đầu nó dám đụng tới chị Lisa, nó không biết chị Lisa là thần thông quảng đại cho nên nó bị thua lỗ gần 9-10 tỷ đô la rồi. Bây giờ nó bắt đầu nó nịnh, bây giờ nó kêu cả thế giới lên nó phải xin lỗi về những đây là lộ thông tin chị ạ. Nó coi tao bay cho cử giữ cỡ nào với tao. Sao rồi, họ dám đụng tới tao rồi à? Không chỉ có Nga bị đập mà Tàu Cộng cũng bị đánh bầm dập và nâu con mắt phen này. Các hãng Mỹ đã bắt đầu ngưng hợp tác hoàn toàn và ngưng bán hàng của các hãng Tàu Cộng. Những hàng hóa Made in China phải xem xét lại. Mới nhất là hãng điện máy Best Buy đã ra quyết định ngưng hợp tác với hãng Wanwen của Tàu Cộng và ngưng bán tất cả hàng hóa của Huawei tại các trung tâm của Best Buy ở tại Mỹ. Ngay sau đó thì hãng viễn thông điện thoại AT&T của Mỹ cũng ra thông báo hủy hết toàn bộ hợp đồng buôn bán với hãng của Tàu Cộng, nghĩa là các loại smartphone và hàng điện tử của Tàu Cộng không còn được bán trên tất cả cửa hàng của AT&T. Hãng điện thoại lớn thứ nhì là Verizon của Mỹ cũng ra thông báo là ngưng bán tất cả các mặt hàng của Huawei trên toàn hệ thống cửa hàng của Verizon. Sắp tới thì Walmart, Costco,
Thăng Ghét, Thăng Gâu và Amazon cũng sẽ ngưng bán hàng của Tàu Cầm. Tất cả các hãng điện tử của Mỹ đều ngưng bán hàng của hãng Huawei và các công ty Tàu Cộng từ lúc này trở đi. Nguyên nhân là các hãng Mỹ đã biết Tổng thống Trump chuẩn bị đánh thuế lên hơn 120 mặt hàng điện tử của Tàu Cộng, cho nên bán không có lợi. Nên không hãng nào dám mua đồ của Tàu Cộng nữa. Vì sợ giá cao thì bán không ai mua, chỉ còn mấy tiệm tạp hóa Tàu Cộng là bán đồ của Tàu Cộng mà thôi, chứ các hãng Mỹ đều ngưng hết. Như vậy thì Tàu Cộng chết kinh tế và phá sản một loạt những công ty công nghệ phen này. Vì trong đoàn tăng thuế của Tổng thống Donald Trump, cả Nga và Tàu Cộng đều suy sụp thì kéo cả khối cộng sản phải sụp đổ tàn tành. Best Buy đã ngừng hợp tác với những đây là tất cả những thiết bị điện tử của thằng Tàu Cộng. Tàu Cộng điên tiết vì bị tăng thuế lên 30% tới 50%, có thể sẽ lên tới 80% và ngưng hợp tác toàn diện, nên đã động binh ở Biển Đông để gỡ thua. Cái chiêu này gọi là thua me gỡ bài cào. Vào chiều ngày 26 tháng 3 thì Tàu Cộng bất ngờ đem mấy chục tàu chiến và hàng không mẫu hàm Liêu Ninh từ đảo Hải Nam xuống bờ Biển Đông để chuẩn bị đập cho thằng đảng để Việt Cộng một bài học, đập cho một trận nên thân, dạy cho Việt Cộng một bài học để mà răng đe Mỹ. Nguyên nhân là Việt Cộng không chịu rút hết giàn khoan dầu ở Biển Đông, cho nên Tàu Cộng muốn diễn cớ này để đập thằng đảng để Cộng sản, để cho Hoa Kỳ và thế giới thấy được sức mạnh mà quân sự của Tàu Cộng. Bởi vì ở trong vùng, Tàu Cộng không dám đánh Nam Hàn, không dám đụng Nhật Bản, không dám đánh Ấn Độ, mà chỉ có thằng đảng đĩ đầu bò là dễ dàng đập nó. Cho nên Tàu Cộng bắt đầu hung ăn, chuẩn bị để mà lôi qua, để mà đập thằng đảng đĩ một trận cho là chí chóe như là khỉ Trường Sơn. Để tao mong coi bắt đầu nó qua, nó đập chiến này coi tao bay giống như năm 79 không? Năm 79 là bắt đầu là lên trên đài, bọn xâm lược bành trướng bá quyền Trung Quốc đã ngang nhiên dẫm bừa lên tổ quốc chúng ta. Hỡi tất cả toàn dân, hãy nên một lòng để đánh đập kẻ thù đồ kia. Bây giờ tao có nói đặt tao bay nữa, tao có tao bay còn gì? Vì tập đoàn dầu khí Việt Cộng vẫn cho giàn khoan ở miền Trung và Vũng Tàu hoạt động, nên Tàu Cộng đã ứa ghen, nhìn gai con mắt, cho nên quyết đập cho đảng để Việt Cộng một trận phen này và phá hủy hết các giàn khoan, gây thiệt hại và lỗ trên cả tỷ đô la và nhà máy dầu của đảng để Việt Cộng ngoài khơi. Ngoài ra, đảng để Việt Cộng còn mời Ấn Độ và Nam Hàn vô Biển Đông để khai thác dầu, nên làm cho Tàu Cộng vô cùng tức giận, nên mới điều mấy chục tàu chiến xuống Biển Đông để chuẩn bị đập đảng để Việt Cộng. Trầm Lô đã biết tin này từ trước nên mới nhất quyết đòi qua bên Pháp để mà trách nạn. Mặc dù giả bộ qua thăm Pháp nhưng mà đang chuẩn bị làm hồ sơ và nói với lãnh sự quán của đảng đĩ phe Trầm Lũ ở bên Pháp, nếu có bề gì thì Trầm Lũ sẽ nhận được cái giấy visa để mà bay thẳng qua Pháp xin tị nạn. Nếu ở trong nước phe mà kêu bằng là ghét Tàu sẽ nổi lên. Vì để lỡ tạo cơ hội cho nên Trầm Lũ bây giờ đang tìm đường. Nếu Trầm Lũ trở về chiến này mà dân nước thành công triệt tiêu hết những cái lũ nào mà không theo Tàu Cộng thì kể như Trầm Lũ sẽ cho sát nhập Việt Nam. Nếu như toàn dân nổi lên và tất cả một người đại tá hay là một người thiếu tướng mà quay đầu lại được sự hậu thuẫn của Mỹ, của thằng Phiêu Tinh hoặc là của Đức thì coi như phe Trầm Lũ phải cuốn gối mà chạy không kịp ngắt. Vì lỡ Tàu Cộng đánh vô thì có thể lạc đạn trúng Trầm Lũ. Lúc này Tàu Cộng đã kéo vô tới Biển Đông, sắp chiến tranh tới nơi rồi, nên toàn dân Việt Nam phải đi mua vàng, mua ngoại tệ, đồng thời dự trữ thức ăn, nước uống ngay lập tức. Đây là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà vệ tinh của Hoa Kỳ đã chụp được vào tối ngày hôm nay. Mới cách đây có mấy giờ đồng hồ, đây là những cái vệt đỏ mà vệ tinh đã đặt được.
chụp được Tàu Liêu Ninh của Tàu Cộng đang rầm rập vào Việt Nam. Để coi coi cái đám mà quân đội tụi bay, coi tụi bay dám nghênh chiến không? Hay là ở trong quân đội, quân khu toàn là Tàu Cộng nó nằm ở trong trọng hết. Tàu ngầm Liêu Ninh cũng bắt đầu xuất trận, con để Thái Ngọc Nghiên đưa lờ ra đi. Kìa, Liêu Ninh của mày nó trở về rồi nè, đó, chạy ra đưa lờ ra cho nó đâm thẳng vô đây, cái mũi nó nhọn lắm. Nó đâm cho mày tét lờ, mày luôn đi đồ ngựa, đỉ. Sao rồi? Im rồi à? Tờ báo Tuổi Trẻ không biết là theo phe nào đã bắt đầu đăng lên Trung Quốc đã điều hàng chục tàu chiến hướng xuống Biển Đông. Song song với việc đưa mấy chục chiến hạm xuống Biển Đông thì Tàu Cộng còn cho trang bị vũ khí cho tất cả các tàu hải sát và hải cảnh. Đồng thời Tàu Cộng đã đưa một số người tù hình sự đã được thả ra trước án tù để yêu cầu tràn qua Việt Nam móc túi, giật đồ ở những nơi Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang và những nơi nào mà Tàu Cộng đã chiếm lấy. Dân Việt Nam thì hãy bắt được một thằng Tàu Cộng móc túi giật đồ thì lỏ con mắt ớt ra nhìn, không nói cái gì cả. Chỉ có la lên là trời ơi ghê quá, trời ơi không biết làm sao, nó sao ghê vậy, nhà nước mình làm gì kỳ vậy. Rồi ai nấy cũng về nhà chuẩn bị gờ cái túi của mình. Còn nếu mà người dân Việt Nam mà lỡ thằng nhỏ nó ăn cắp, hoặc là nó đói quá, nó lụm, hoặc là nó ăn cắp một cái gì thì kể như là quánh tao nó không thương tiếc. Việt Nam nó khôn vậy đó. Thấy người nước ngoài không dám đụng tới, thằng Tàu Cộng thì không dám đập nó, nó móc túi, nó kéo cả băng đảng qua hung hãn vậy thì không dám làm cho đứng đỏ mắt ớt ra giật. Mà thấy rồi, Lisa xin tái ngộ cùng toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là sau khi Lisa thông báo cho mọi người ở bên Pháp bí mật biết được là thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Pháp vào ngày 25 tây tháng 3, thì kể như là ở bên Pháp mọi người tình báo Pháp đã biết được chuyện này. Và như các bạn đã biết là chuyến đi Pháp của một thằng chó đẻ bán nước cho Tàu Trọng Lú đã thất bại vô cùng thảm hại và nhục nhã vô cùng. Phái đoàn của Trọng Lú có con Tòng Thị Phóng, có thằng Phạm Bình Minh và nhiều quan chức mà bưng bô cho Tàu khốn nạn mất dạy cao cấp trong đảng đi cùng. Nhưng Tổng thống Pháp đã chơi cái màn là giả bộ nói bẩn, không thèm ra để mà đón tiếp Trầm Lũ. Cũng không cho bất cứ một hội đàm cấp cao nào, mà Pháp còn cố tình sỉ nhục một thằng đảng trưởng bán nước Việt Nam cho Tàu là thằng Trầm Lũ, tức là coi thằng Trầm Lũ không ra gì cả để sỉ nhục Trầm Lũ, thì Pháp đã đưa bà Bộ trưởng Phụ sản, tức là chuyên lo để mà đỡ đẻ cho những người đàn bà nào mà bắt đầu tới lúc lâm bồn bắt đầu lại canh lờ để mà móc đứa con ra, thì đưa bà này để mà đi đón tiếp thằng Trọng luôn. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Chứ ngoài ra không có quan chức cao cấp nào để mà đi ra đón tiếp. Đây là một đòn sỉ nhục rất thâm sâu của thằng Pháp, coi thằng Trọng Lũ chỉ ngang hàng bằng bà Bộ trưởng, bà Mụ mà rước đỡ đẻ mà thôi, chứ không thèm cho gặp mặt Tổng thống Pháp. Nghĩa là Pháp coi đảng trưởng của một đảng đĩ cộng sản chỉ ngang bằng với bà Bộ trưởng lo về kế hoạch sanh đẻ, mà ở Việt Nam người ta gọi là bà Mụ vườn. Trời đất quỷ thần ơi, không đáng cho Tổng thống Pháp phải tiếp nhận và tiếp đón khi một thằng mà đã âm mưu để bán nước Việt Nam cho Tàu. Pháp nó đã qua Việt Nam và nó biết được văn hóa Việt Nam 100 năm lận. Cho nên Pháp nó biết rõ như vậy. Ngày xưa Tàu của Pháp những bà mụ ở vườn đó là người ta, vấn đề là kêu bằng đó là người ta coi như thế nào, thì bây giờ Pháp nó đưa một cái bà mụ này để mà đi ra đón tiếp thằng Trọng Lũ.
Điều đáng nói là khi bà mụ này mà đi ra gặp thằng Trọng Lú rồi thì lại đeo cái găng tay giống như là ở trong. Mà vấn đề là kêu bằng đó là mẹ nó ra nhà thương giống như là mới đỡ đẻ cho người ta ra vậy đó. Ngoài ra khi phe Trọng Lú xuống phi trường thì chỉ có vài đứa Việt Cộng ở trong đại sứ quán của đảng Để Cộng sản bên Pháp ra tiếp đón, chứ không hề có tổng thống Pháp để mà ra tiếp đón. Đổi lại là một rừng cờ vàng đã chửi và biểu tình phản đối thằng bán nước, tội đồ. Ngoài ra phe Việt Cộng, phe của thằng Trầm Lú đã nhục nhã ê chề và ê chề. Cho nên các bạn thấy đó, ở trong nước mà khi mà mất dạy rồi thì đi ra tới bên ngoài như vậy đó. Sau đó thì buổi đón tiếp chỉ diễn ra ở điện Avarinden, là nơi dành cho khách du lịch vô để chụp hình, chứ không phải là điện Elysee của tổng thống Pháp, nơi chuyên đón tiếp những nguyên thủ quốc gia và thượng khách. Vì quá quê độ và nhục nhã nên Trọng Lú bày ra trò đi thăm trụ sở đảng Cộng sản Pháp ở tại Paris. Nhưng ai ngờ là tới đảng Cộng sản Pháp cũng sỉ nhục Trọng Lú, chứ không hề coi đảng Đĩ Cộng sản ra gì. Đảng Cộng sản Pháp đã dẫn Trọng Rú Lú ra sau vườn để mà làm lễ, và tới tham dự chỉ có mấy người đại diện trong không khí buổi lễ vô cùng hẩm hiu, y như là đi ăn đám ma của đảng Cộng sản. Thay vì đảng Cộng sản Pháp đón chào tưng bừng thì đảng Cộng sản Pháp chơi nhục là dẫn ra ngoài sau cái bãi rác để mà làm lễ tưởng niệm và kiểu như là đi thăm đám ma. Cả chủ và khách đều không hề vui vẻ. Nguyên nhân là do Pháp vô cùng ghét thằng chó đẻ Trầm Lú, vì biết nó bán nước cho Tàu nên Pháp không hề mời, mà cố vẫn cố qua cho bằng được để mà ăn mày. Nên Pháp sỉ nhục luôn, không thèm đón tiếp. Ngoài ra Pháp cũng đã không muốn làm mất lòng Đức, cho nên không thèm đón tiếp thằng Trọng Lú, cũng không cho ký kết hiệp định gì cả. Quan trọng nhất là Pháp không cho một đồng bạc Pháp nào và cũng không bao giờ bao chi phí chuyến đi. Nghĩa là tiền máy bay, đi lại, ăn ở đều do phe của thằng Trọng Lú nó chi ra hết, bởi vì vừa mới cướp tiền của ngân hàng cũng như là phe phái của Ba Dũng. Cho nên những ăn ở đều do phe của Trọng Lú chịu hết, chứ Pháp không trả một đồng. Lần này phe Trọng Lú lỗ nặng vì chẳng xin được một đồng nào, lại phải tốn mấy triệu đô la tiền máy bay, tiền ăn ở, tiền đi lại và mang cái nhục về nước. Như vậy thì chuyến đi Pháp của Trọng Lú thất bại thảm hại từ ngày đầu tiên qua Pháp. Cuối cùng thì Trọng Lú sẽ phải âm thầm muối mặt để về Việt Nam, không kèn không trống, không ai đưa tiễn. Trời đất ơi là trời. Một cái hình ảnh mà Pháp chơi mà kêu bằng vô cùng nhục nhã, đó là bà bộ trưởng mà vấn đề là coi về, vấn đề là phụ sản, đã đeo một cái găng tay giống như là vừa đỡ đẻ ở trong nhà thương. Các bạn coi khốn nạn vô cùng. Pháp chơi khăm, cố tình muốn chụp tấm hình của bà bộ trưởng này bằng cách là đeo một cái găng tay từ ở trong phòng đỡ đẻ để mà chạy ra. Thế là Trọng Lú đã bắt tay của bà bộ trưởng mà coi về sinh sản như thế này, tức là Trọng Lú đang bắt vào cái tay mà bà ta vừa đỡ đẻ trong lờ của chị em của Pháp ra. Trời ơi, nó nhục nhã vô cùng. Chửi thằng Phát Niệm. Mẹ thằng Phát Niệm nó đi qua Úc đó, Lisa đưa hình ảnh nó ngủ gục ở bên bển về, bắt đầu là thằng này nó chửi người ta. Nói mẹ mày, tao đưa mày qua bển mày là một cái thằng ăn mặn đái khai. Mẹ mày ra mày đi qua bên bển mày nằm mày ngủ không, mày để cho thế lực thù địch, mày để cho con ly xà nó lên nó chửi tao, nó nhục nhã không thể tưởng tượng được. Mày qua bển bộ mày mắc ông mắc cha gì, mày ở nhà mày không ngủ, mày qua bên Úc rồi mày ngồi mày ngủ, rồi mày không xin được đồng bạc nào hết.